cái hòng gỗ gụ như thế này thì các bác nên để thời gian nó dài một chút để cho gỗ nó khô. Để mai này khi mà mình sơn lên thì cái chất liệu gỗ này thì nó sẽ đảm bảo hơn. Vì thông thường thì khi mà đã sơn lên rồi thì tất cả các loại gỗ thì đều nó cũng sẽ được bảo vệ. Tuy nhiên mà gỗ, cái chất gỗ mà nó càng khô thì nó sẽ càng đảm bảo về cái thời gian sử dụng về lâu về dài hơn các bác nhé. Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với video của em Linh. Tại tự làm theo yêu cầu hàng đặt vùng chất liệu gỗ gụ Lào nhé. Thì với cái bộ này thì em để cho gỗ gụ nó xuống màu đều, thì hôm nay em quay video để cho các bác xem. Thứ nhất là cái kích thước của cái bộ đại tự này. Thứ hai là về cái chất liệu gỗ gụ khi mà nó xuống màu thì nhìn nó sẽ như thế nào các bác nhé. Thì đầu tiên thì em sẽ chia sẻ cho các bác về cái kích thước của cái bộ đại tự này. Đấy thì các bác nhìn nhá. Với cái bộ đại tự này thì em vẫn đang trong quá trình là để chờ cái chữ của bên gia đình bác khách ở Hải Dương gửi về thì để em làm. Cái bộ đại tự này với cái đại tự này này là em làm với kích thước là dài là 2m17 các bác nhá. Đấy. Đây là kích thước là chuẩn theo yêu cầu hàng đặt nhá các bác nhá. Đấy, dài là 2m17 này. Và chiều cao là vào 81 phân nhá các bác nhá. Đấy. Và đặc biệt là với cái đại tự này này là em làm là cái vỏ măng là thông thường sẽ là làm dày 70. Tuy nhiên với cái bộ vỏ măng này thì em làm thủ công bằng tay nên cái vỏ măng này là em làm là dày là 8 bản 8. Dày 80 nhá. Với cái độ dày như vậy thì có thể cái đục tay này thì nhìn nó sẽ kênh bong và sắc nét hơn. Đấy các bác nhìn nhá. Đây là cái vỏ măng mà em đục tay, mẫu là em làm mẫu tứ quý tùng trúc cúc mai. Đấy các bác nhìn này. Đấy những cái chi tiết mà em nó đục kênh bong nhá. Hoàn toàn là em làm thủ công bằng tay. Đấy, đấy là cái mẫu tứ quý tùng trúc cúc mai. Và hai cái bên diềm vỏ măng ngang này là em làm hoa hồng nhá. Đấy thì các bác nhìn tổng thể cho em một lần. Đấy cái bộ đại tự này, vỏ măng là em làm hoàn toàn thủ công bằng tay. Đấy thì quay gần vào thì các bác sẽ nhìn rõ hơn. Đấy thì đây cái những cây tùng này. Đấy các bác nhìn này. Quay từ bên trên xuống thì các bác nhìn sẽ thấy được những cái độ moi móc kênh bong này. Đấy, đều móc lộng thủng hết nhá. Và đặc biệt với cái bộ ván này, ván này là em làm dày 3 phân. Và đây là em chưa gắn đâu nhá. Có thể là tháo rời vỏ măng ra. Tại vì là bác vẫn chưa gửi chữ về cho em. Nên là em vẫn còn đang để nong lên như thế này. Cứ để cho gỗ nó khô tự nhiên đi. Mai này thì khi mà in chữ vào và lộng thì sẽ gắn ghép cẩn thận vào cho bác nhé. Với đôi cô đối này thì em làm là vẫn là bản rộng 28 phân. Hàng là dày 5 phân liền tấm. Tuy nhiên với cái chiều dài là dài là tới 2m17 các bác nhé. Cái đôi cô đối này thì em làm là đục máy sửa tay các bác nhé. Thì yêu cầu của bác là chỉ muốn cái đại tự là làm hoàn toàn là bằng tay thủ công thôi. Còn với cái đôi cô đối như thế này mà các bác muốn yêu cầu em làm hoàn toàn thủ công bằng tay cũng có nhé. Các bác. Và cái chất liệu thì em làm là bằng gỗ gụ. Đấy, thì là vẫn là 5 phân liền tấm này các bác này. Nhìn xuyên suốt từ trên xuống dưới nhá. Đấy. Xuyên suốt từ trên xuống dưới, nó dài tới 2m17. Và cái bộ chữ hôm nay em làm là bộ chữ vẫn là bộ chữ phổ thông. Tổ tông công đức thiên niên tịnh và tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Đấy, đây là bộ chữ phổ thông các bác nhá. Thì bác yêu cầu là chỉ có đại tự là giữ lại cho bác để bác sẽ xin thầy chữ, bác sẽ gửi xuống cho bên cơ sở nhà em Linh sẽ làm. À, cái vấn đề thứ hai mà hôm nay thì em Linh muốn chia sẻ cho các bác này đó là về cái chất liệu gỗ gụ Lào khi mà nó xuống màu các bác nhá. Đấy thì các bác nhìn tổng thể cho em này. Với cái bộ gỗ này thì em làm đã hôm nay nó là tương đối là khô rồi. Thì hôm nay thì em mới cho ra mắt để bắt đầu nắng lên. Thì cái chất liệu gỗ gụ Lào thì khi mà nó bắt nắng thì nó sẽ xuống màu như thế nào để cho bác hình dung rõ hơn. Trên tay em Linh đây đang cầm một thanh gỗ gụ Lào em mới xẻ xong nhá. Đấy thì các bác nhìn này. Hai cái chất liệu gỗ gụ Lào khi mà đặt cạnh nhau thì các bác nhìn xem. Đấy, nó đã có cái độ gì đó là lệch về màu rồi nhá. Thì với cái chất liệu gỗ gụ Lào khi mà mới xẻ thì bao giờ nó cũng có màu sáng hơn. Nhìn vào thì nó sẽ rất là bắt mắt. Và cái đây là cái chất liệu gỗ gụ Lào này. Đây là cái chất liệu gỗ gụ khi mà nó đã xuống màu và nó bắt đầu nó khô rồi các bác nhá. Thì nó sẽ có thường nó sẽ có màu sẫm hơn. Đấy các bác nhìn khi mà để hai cái chất liệu gỗ này, gỗ một loại gỗ là mới xẻ và một loại gỗ khi mà nó để lâu rồi. Thì đã nhìn nó có cái độ lệch lạc rất là nhiều nhá. Thì thông thường với những cái hàng gỗ cụ Lào hiện nay thì chất gỗ của nó thường rất là chất gỗ nó nhẹ nên nó rất hay bị nứt răm. Cho nên tại sao khi em Linh thường nói với các bác là khi các bác mà muốn đặt hàng những cái sản phẩm gỗ gụ như thế này thì các bác nên để thời gian nó dài một chút để cho gỗ nó khô đi. Đấy, để mai này khi mà các bác đưa vào sơn thì thường thì với cái dòng gỗ gụ như thế này này thì nó có 3 loại sơn chính mà em Linh hay làm cho các bác. Thứ nhất là sơn BU này, thứ hai là sơn son thiếp vàng và thứ ba là làm vernis nhá. Cái hòng gỗ gụ như thế này thì các bác nên để thời gian nó dài một chút để cho gỗ nó khô. Để mai này khi mà mình sơn lên thì cái chất liệu gỗ này thì nó sẽ đảm bảo hơn.
Vì thông thường thì khi mà đã sơn lên rồi thì tất cả các loại gỗ thì đều nó cũng sẽ được bảo vệ. Tuy nhiên mà gỗ, cái chất gỗ mà nó càng khô thì nó sẽ càng đảm bảo về cái thời gian sử dụng về lâu về dài hơn các bác nhé. Mà đại tự mà dài nhỡ cỡ như thế này thì thông thường ở bên trong này, theo như em Linh ý kiến chủ quan của em nhé, thì với những cái đại tự như thế này thì các bác làm 4 chữ thì sẽ hợp lý hơn so với làm 3 chữ. Tại vì cái lòng trong sử dụng của các bác, thứ nhất là nó dài, và thứ hai là nó, cái khổ của nó là sẽ to hơn. Thông thường thì nó chỉ dài 1m97 và cao 67 thôi. Tuy nhiên với cái đại tự này thì nó dài 2m17 và cao tới tận 81 phân các bác ạ. Cho nên là các bác nghiên cứu với những cái bộ đại tự mà nó to như thế này, nó rộng như thế này, thì các bác cũng nên nghiên cứu làm sao mà đặt những cái bộ chữ vào đây nhìn cho nó sẽ cân đối hơn các bác nhé. Thì vừa rồi thì em Linh vừa chia sẻ cho các bác về cái bộ đại tự cầu đối vuông, hàng đặt theo kích thước của bác khách ở Hải Dương. Các bác mà có câu hỏi nào cần em Linh tư vấn, thứ nhất là về cái kích thước của cái bộ đại tự này, thứ hai là về cái chất liệu gỗ, và thứ ba là về màu sơn, thì bác có thể comment hoặc liên hệ trực tiếp với em nhé. Thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác.